Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự trong ngày của đài CBN trên băng tần 14.5. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình, tức là phần tin Việt Nam và đời sống. Kính thưa quý vị, Cambodia yêu cầu Việt Nam dỡ chốt kiểm soát trong khu vực đang tranh chấp. Bộ Ngoại giao Cambodia vừa gửi công hàm ngoại giao tới Đại sứ quán Cộng sản Việt Nam để yêu cầu dỡ bỏ các lán trại mà phía Việt Nam đã dựng trong khu vực biên giới hiện đang tranh chấp giữa hai nước. Khmer Thai cho biết vào hôm 21 Tây tháng 5. Các lán trại này bên phía Việt Nam nói rằng dựng lên để vừa bảo vệ an ninh biên giới, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19. Việt Nam đang bắt đầu áp dụng lệnh tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới theo cửa khẩu và đường mòn lối mở với Cambodia kể từ đầu tháng 4. Hàng loạt các chốt kiểm soát đã được dựng lên dọc theo biên giới hai nước để kiểm soát người qua lại giữa hai nước. Cuối tháng trước, Cambodia đã yêu cầu Việt Nam hãy dỡ bỏ các chốt kiểm soát trong khu vực trắng, tức là khu vực tranh chấp chưa được phân định biên giới chính thức giữa hai quốc gia, nằm sát biên giới tỉnh An Giang của Việt Nam với tỉnh Kandor của Cambodia. Sau khi giới hữu trách Cambodia phát giác có nhiều lán trại của Việt Nam nằm trong khu vực đang tranh chấp. Hoa Kỳ chuẩn bị bàn giao tàu tuần duyên John Mitchell cho Việt Nam. Hoa Kỳ tiếp tục chuẩn bị tàu tuần duyên USCGC John Mitchell để chuyển giao cho cảnh sát hàng hải Việt Nam. Trang Defense Study cho biết phù hiệu của tàu John Mitchell vừa được sơn trắng và thay vào đó sẽ là phù hiệu của cảnh sát biển Việt Nam. Theo trang DVIDS của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, tàu John Mitchell dự kiến sẽ được bàn giao cho cảnh sát hàng hải Việt Nam vào cuối năm 2020. Cũng theo trang DVIDS, chuyên cung cấp các thông tin bằng hình ảnh cho báo chí, vào tháng 1 năm 2020, các thành viên của đoàn công tác trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã có chuyến thăm tàu tuần tra John Mitchell tại cảng Seattle, tiểu bang Washington. Đây sẽ là chiếc tàu tuần tra loại Hamilton thứ hai phía Hoa Kỳ bàn giao cho cảnh sát Việt Nam theo tin từ Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội. Chiếc tàu thứ nhất đó là tàu cảnh sát biển 8020, trước đây là tàu tuần tra Morgantown, được bàn giao cho phía Việt Nam vào cuối năm 2017. Kính thưa quý vị, Học viện Khổng Tử là cánh tay nối dài của Trung Cộng. Các Học viện Khổng Tử ngoài bề mặt là những trung tâm dạy Hán ngữ và văn hóa Trung Quốc được đặt tại các trường đại học trên khắp thế giới. Nhưng nhiều học giả tin rằng hệ thống các Học viện Khổng Tử là công cụ tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Cộng nhằm phục vụ các lợi ích của Trung Cộng, giúp cho quốc gia này nâng cao quyền lực mềm hay mở rộng biên giới mềm. Được thành lập từ năm 2004, các trung tâm này do chính phủ Trung Cộng tài trợ và điều hành và trực thuộc Văn phòng Hội đồng Quảng bá Hán ngữ Quốc tế, gọi tắt là Hanban hay Hán Biện. Tạp chí Economist cho rằng nhiệm vụ chính của các Học viện Khổng Tử là thay đổi cách nhìn của thế giới về Trung Quốc và các chính sách của Trung Quốc, làm cho thế giới hiểu đúng về Trung Quốc và chấp nhận các chính sách của Trung Quốc. Trong bản phúc trình năm 2019, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch nói rằng các viện Khổng Tử là cánh tay nối dài của chính quyền Trung Cộng. Tiếp tục phần tin Việt Nam, người dân nghèo Thanh Hóa tố cáo cán bộ cướp tiền hỗ trợ COVID-19. Nhiều gia đình nghèo ở các xã thuộc huyện Thiệu Hóa uất ức bật khóc vì bị lãnh đạo xã đã đoạt mất phần chính sách gia đình nghèo của họ rồi đem cho gia đình người thân giàu có hưởng lợi số tiền hỗ trợ bởi dịch bệnh COVID-19. Hai tuần lễ qua, người dân các xã thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa căm phẫn khi biết vợ con của lãnh đạo xã cùng nhiều gia đình giàu có ở nhà lầu đi xe hơi được lọt vào danh sách gia đình cận nghèo. Trong khi đó, những gia đình nghèo thực sự lại không được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước. Nhiều người dân ở xã Thiệu Thành cho biết họ bất ngờ khi biết vợ con lãnh đạo xã nằm trong danh sách hộ cận nghèo để hưởng chính sách, dù thực tế gia đình rất giàu hay khá giả. Điển hình như vợ con ông Hách Văn Thắng, bí thư đảng ủy xã Thiệu Thành, hay là người thân của ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, và cả gia đình bà Nguyễn Thị Giảng, bí thư đoàn xã, v.v.
Kính thưa quý vị, một bản tin về đời sống cho biết, vườn thú Indonesia hiện đối mặt với viễn cảnh phá sản vì COVID-19. Đến giờ ăn thì Fiji, một con hổ Sumatra tại một sở thú ở Tây Java, được nhận một miếng thịt gà, nhưng bữa ăn này thì ít thịt hơn mà nó thường được nhận. Các động vật ăn thịt như Fiji hiện đang nhận được 8 kg thịt mỗi 2 ngày thay vì là 10 kg để phù hợp với việc thiếu hụt nguồn thực phẩm tại vườn bách thú Bandung. Tất cả các động vật của sở thú đã ăn ít hơn kể từ khi nó đóng cửa vào ngày 23 tháng 3 để tuân thủ các biện pháp phòng chống virus corona. Trước đây có khoảng 30.000 người thường đến thăm mỗi tháng, mang lại 1,2 tỷ rupee Indonesia, tức là 81.513 Mỹ kim. Một con số thường tăng gấp 4 lần trong các ngày lễ như Eid al-Fitr. Phát ngôn viên của sở thú cho rằng sở thú tin họ chỉ có thể nuôi 850 con vật của mình cho đến tháng 7 mà thôi, và sau đó nó có thể phải đối mặt với kịch bản tồi tệ nhất. Vườn thú cần hơn 400 kg trái cây và 120 kg thịt cho mỗi ngày, và hiện nó đang sống dựa vào sự quyên góp của những người hảo tâm. Kính thưa quý vị, vợ chồng diễn viên Lori Loughlin thừa nhận chi 500.000 Mỹ kim làm giả hồ sơ để giúp cho hai con gái vào đại học. Theo CNN, tòa án tiểu bang Massachusetts cho biết Lori Loughlin, 55 tuổi, và chồng là Massimo Giannoli, 56 tuổi, đồng ý với thỏa thuận nhận tội trong phiên xử ngày 22 tây tháng 5. Nữ diễn viên sẽ bị giam giữ trong 2 tháng cùng mức phạt 150.000 Mỹ kim và 100 giờ lao động công ích. Chồng của cô, Massimo, sẽ nhận hình phạt 5 tháng tù giam, 250.000 Mỹ kim tiền phạt và 250 giờ lao động công ích. Lori Loughlin cùng chồng nằm trong nhóm 50 người liên quan đến scandal chạy trường gây chấn động dư luận đầu năm ngoái. Hai người bị cáo buộc đã dùng tiền để làm hồ sơ giả cho hai cô con gái vào Đại học Nam California qua con đường trở nên thành viên đội chèo thuyền của trường. Họ đã đưa tiền cho William Rick Singer, kẻ cầm đầu đường dây, để dàn xếp. Hai người bị truy tố nhiều tội danh như lừa đảo, gian lận, rửa tiền và đối mặt khung hình phạt cao nhất lên tới 50 năm tù. Lori Loughlin tự tin trắng án và từ chối các điều khoản thú tội suốt một năm qua. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin thời sự trong ngày của đài CBN trên băng tần 14.5. Băng Châu xin kính chúc cho tất cả quý khán giả thêm một ngày bình an. Và kính mong quý vị nhớ đón theo dõi bản tin buổi tối của đài sẽ được phát hình vào lúc 9 giờ tối và 11 giờ tối với những tin mới nhất. Xin thân ái kính chào tạm biệt.